Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 12 tháng 10 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh hơn khi đã tiến vào vùng biển của nước ta. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí của nó ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông, Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đường đi của cơn bão này trong các bản tin tiếp theo. Trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền. Thưa quý vị, mưa ở Bắc Bộ đã giảm dần trong sáng nay nhưng nhiệt độ chưa tăng nhiều. Cao nhất trưa chiều nay chỉ ở mức là từ 28 đến 30 độ ở phần phía đông và từ 29 đến 32 độ ở phía tây. Sau đó, sang ngày mai, trời nắng ráo trở lại, cùng với nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng nhẹ. Thời tiết trở lại thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Khoảng từ ngày 15, khả năng Bắc Bộ sẽ đón nhận một đợt tăng cường áp cao lạnh lục địa mới, theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết thì lần này, đợt tăng cường lần này sẽ có khá mạnh, khiến cho nhiệt độ giảm sâu và nhiệt độ cao nhất thì chỉ ở dưới mức là 28 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Mưa cũng giảm xuống diện vài nơi ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, với thời điểm mưa tập trung chính vào cuối ngày. Nguyên nhân chính là sự hoạt động yếu của giải hội tụ vẫn còn duy trì trên khu vực. Ban ngày thì vẫn xuất hiện những khoảng nắng, nhiệt độ không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Sau đó, khoảng ngày 15 ngày 16 thì các tỉnh miền Trung khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa mới kèm theo rông mạnh gió giật. Vì vậy, bà con nên theo dõi tiếp tục các bản tin thời tiết để có biện pháp chủ động phòng tránh những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Thời tiết các tỉnh phía Nam tiếp tục ổn định trong ngày mai, sau đó thì từ chiều tới ngày 13 khi mà áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông thì đây sẽ là tác nhân khiến cho gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh hơn. Vì vậy, mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng trên khu vực. Mưa lớn trong 2 ngày 14 ngày 15 sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh phía bắc của Tây Nguyên. Bà con nơi đây cần phải đề phòng hiện tượng gió giật mạnh trong cơn rông. Phần tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết chủ đạo là đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở ngưỡng là từ 29 đến 32 độ. Ngày 15 trời chuyển lạnh, nhiệt độ chỉ còn từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ban trưa ở mức là từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 15 trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh chỉ còn từ 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, hai ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông trong ngày 13. Sau đó thì mưa tập trung chủ yếu ở phần phía nam của khu vực, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức là từ 28 đến 31 độ. Sang ngày 15, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Để phòng tố, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn rông, nhiệt độ giảm nhanh chỉ ở mức là từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hai ngày tới, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Ở phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, Sang ngày 15 thì trời nhiều mây, có mưa. Riêng ở phía Bắc sẽ có mưa vừa, có nơi mưa rất to và rông. Đề phòng có tố, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ chỉ dưới mức 33 độ. Tây Nguyên trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ ổn định trong mức là từ 28 đến 30 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ ở ngưỡng là từ 29 đến 32 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ban trưa ở mức là từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 15, trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, chỉ còn từ 25 đến 28 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trời nhiều mây, có mưa rào và rông. Tầm nhìn xa giảm thấp còn từ 4 đến 10 km trong mưa, biển động. Khoảng từ ngày 13, khu vực này sẽ có gió xoáy hoạt động mạnh dần. Tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý để di chuyển tránh trú khi cần thiết. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày 14, thì gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!